Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu hỏi C7 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 19. Đề bài như sau: đẩy cho xe và búp bê cùng chuyển động rồi bất chợt dừng xe lại. Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào và tại sao? Cái này để liên hệ thực tế, các em nghĩ ngay đến cái trường hợp các em đi xe buýt bao giờ chưa? À, nếu như đi không đi xe buýt thì các em có thể ngồi xe khách hoặc là ngồi ô tô. Nhưng cái hiện tượng mà các em đi xe buýt và các em phải đứng thì các em sẽ thấy rõ nhất. Khi mà các em đang đứng trên xe buýt, bác tài xế bỗng chợt phanh gấp. Đấy. Dừng xe một cách đột ngột. Giống như ở đây. Dừng xe lại. Đấy. Dừng xe một cách đột ngột. Thì các em sẽ bị ngã về phía nào? À, nhiều bạn sẽ trả lời được ngay đó là ngã về phía trước vì các em đã từng gặp rồi, đúng không? Vậy thì ở trong trường hợp này thì búp bê cũng sẽ bị ngã về phía trước. Vì sao? Vì do mọi vật đều có quán tính. Khi xe dừng lại một cách đột ngột thì chân của búp bê cũng sẽ dừng lại theo xe. Nhưng mà thân và đầu của búp bê có thay đổi vận tốc đột ngột được không? À, không thay đổi vận tốc đột ngột được. Chính vì vậy mà vẫn theo vận tốc cũ và đầu và thân của búp bê sẽ vậy nhào về phía trước, đúng không? Chính vì vậy mà búp bê sẽ bị ngã về phía trước. Cô và các em sẽ đi trả lời câu hỏi C7. Đó là búp bê ngã về phía trước. Vì sao? À, vì khi xe dừng đột ngột mặc dù chân của búp bê dừng lại cùng với xe, nhưng do quán tính nên thân và đầu của búp bê vẫn chuyển động. Và búp bê hay nó sẽ bị nhào về phía trước. Hiểu chưa các em? Cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi C7 trong sách giáo khoa vật lý 8 trang 19.